thói quen ăn chơi trác táng của ông trùm này luôn là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn xã hội. Gian Biểu Xế Di Ẩn được biết đến với biệt danh vua Instagram hay ông vua ăn chơi nổi đỉnh nổi đám thế giới. Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin Gian Biểu Xế Di Ẩn lỗ khoảng 50 triệu đô la Mỹ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dù công ty thua lỗ nhưng Gian vẫn không ngừng tổ chức những bữa tiệc ăn chơi trác táng cùng dàn chân dài nóng bỏng theo đó. Khi ấy bị ad đưa tin công ty của Gian đã chi 22 triệu đô la Mỹ cho ngân sách tiếp thị, nhưng các chi phí đã bị đội lên rất nhiều. Tất cả bắt nguồn từ việc tổ chức các bữa tiệc, sự kiện, tiền thuê văn phòng, chi phí nhân công. Khiến công ty bị lỗ. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh do COVID-19 đang có diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của công ty. Dù tình hình kinh doanh có phần thua kém nhưng Gian Biểu Xế Di Ẩn vẫn là tay ăn chơi có tiếng. Trên trang cá nhân, ông thường xuyên cập nhật hình ảnh đi nghỉ dưỡng, tiệc tùng cùng các chân dài đình đám. Ông trùm không tiếc tiền cho những bữa tiệc truy lạc trên biển, bên cạnh đó là người đẹp diện bikini nóng bỏng vây quanh. Gian khoe khoang sự giàu có trên trang cá nhân. Gian Biểu Xế Di Ẩn nổi đình nổi đám từ năm 2013 đến nay. Ông thu hút sự chú ý của nhiều người khi là tỷ phú trẻ tuổi cùng lời tuyên bố rằng, toàn bộ tài sản đứng tên hiện giờ đều do một tay anh làm ra. Gian Biểu Xế Di Ẩn sinh ngày 7 tháng 12 năm 1980 tại Florida, Mỹ. Từ một sinh viên nghèo, Gian quyết tâm làm giàu nhờ trò đỏ đen. Tới nay, tổng tài sản của Biểu Xế Di Ẩn đã lên tới hàng trăm triệu đô. Không chỉ được để ý bởi danh tỷ phú trẻ tuổi, Gian còn có cuộc sống đời tư truy lạc. Trang cá nhân của tỷ phú sinh năm 1980 tràn ngập ảnh nóng bỏng của các người mẫu. Anh còn tổ chức nhiều trò tiêu khiển oái ăm để thu hút người tham gia. Trong đó có thử thách các người mẫu chạy một dặm trong 5 phút với giá trị giải thưởng lên đến 30. USD, khoảng 700 triệu đồng. Ông trùm ăn chơi có nhiều trò chơi oái oăm dù không phải là ngôi sao giải trí nổi tiếng nhưng Gian có nhiều mối quan hệ với showbiz. Anh quen biết hàng trăm người mẫu. Với sự nổi tiếng của mình, Gian còn được mời tham gia một số tác phẩm điện ảnh như The Ezra Miller, Olympus Fallen, The Other Woman. Luôn được vây quanh bởi hàng chục cô nàng chân dài gợi cảm, Gian từng tuyên bố rằng anh ta yêu đương với 17 cô gái hàng tuần. Vì ăn chơi quá đà nên Gian cũng gặp không ít sở căng đan. Với gái đẹp thì anh từng bị một chân dài đâm đơn kiện, chỉ vì trong lúc mây mưa quá hưng phấn, anh đã xô đẩy làm cô bị ngã thương. Với các màn ăn chơi vui thú luôn luôn xoay quanh chủ đề tiền bạc và gái xinh, Biểu Xế Di Ẩn đã bị cộng đồng gọi là cậu ấm hư hỏng. Thậm chí, anh ta từng bị đuổi thẳng thừng khỏi trường hải quân Mỹ dù chỉ còn đúng 2 ngày nữa là tốt nghiệp. Với sở thích sưu tập các loại súng, vua Instagram từng bị tình nghi tàng trữ và sản xuất chất nổ trái phép.
tuy anh ta đã được thả ra ngay sau đó nhưng đây vẫn là ồn ào khó quên của tay chơi này. Nguồn, http, danviet.vn, vua Instagram có hàng trăm quả tình là tay an tròi khét sẻn do ra sao 502. Nguồn, http, danviet.vn, vua Instagram có hàng trăm quả tình là tay an tròi khét sẻn do ra sao 502020197850227. Hơ tờ mờ.